Xin chào tất cả các quý khán thính giả đã trở lại những câu chuyện ngắn. Chương trình bản tin ngắn lên chương trình rất là ngắn và một số của bản tin cập nhật cho quý vị. Để chúng ta sống sống chờ ngày để qua đời ha. Ok quý vị. California, các cử tri quận Cam đã bầu chọn ứng cử viên khác với tiểu bang. Như vậy có vẻ như tiểu bang California, quận Cam vẫn là thành trì của đảng Cộng hòa một lần nữa. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và đương nhiên, về chức vị thống đốc bang tại quận Cam đã bầu cho ông Brian Dale với 51.81%, trong khi đó ông Gavin Newsom là 48.19%. Đương nhiên cái số phiếu của quận Cam sẽ không đủ cover cho số phiếu của quận Los Angeles. Nhưng cái thật sự tôi cố gắng để trình bày cho quý vị đó là quận Cam của tiểu bang California vẫn là màu đỏ. Tương tự với chức vị phó thống đốc bang, bà Angela Underwood nhận 51.37%, trong khi đó thành viên của đảng Dân Chủ là 48.63%. Trong chức vụ tổng thư ký của tiểu bang cũng tương tự, ông Bernoski nhận 51.54% và ông Weber nhận 48.6%. Đương nhiên những kết quả này nó cũng chẳng ảnh hưởng gì cả, là bởi vì một số quận còn lại như Los Angeles vân vân. Nhưng mà tôi cố cùng trình bày cho quý vị một lần nữa, tôi nhắc lại, quận Cam vẫn là tiểu bang và đương nhiên nó là màu đỏ. Thống đốc ngân khố cũng tương tự, tổng trưởng lý cũng tương tự, ủy viên bảo hiểm cũng tương tự, 51% cho đảng Cộng hòa, 48.6% cho đảng Cộng hòa, kể cả luôn thượng nghị viện của Hoa Kỳ cũng tương tự, 50.89% cho ông Mauser, và trong khi đó nhân vật của đảng Dân Chủ là 49.11%. Như vậy quận Cam nó đi ngược lại, nhưng mà đó là những gì mà thật sự chúng ta có thể làm. Đương nhiên đó là quá trình của dân chủ, nếu mà dân số không đủ để cover phần còn lại thì chúng ta chấp nhận về sự thật. Nhưng mà nói trước, cái đảng Dân Chủ tại tiểu bang California nó có tài cách mấy đi nữa, nó vẫn better hơn một số chính quyền cộng sản khác trên thế giới. Và đó là câu chuyện ngắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.